Xin chào quý cô chú và anh chị. Lời đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh xin gửi view gửi đến quý cô chú và anh chị một căn nhà phố tọa lạc tại thị trấn Nhà Bè. Nhà của chúng ta là cách mặt đường chính Quỳnh Tấn Phát đúng 50m. Xe ba gác ra vào thoải mái. Nhà nằm ở hẻm cục an ninh, khu dân cư yên tĩnh. Nhà của chúng ta là cách chợ Phú Xuân khoảng tầm 200m. Chúng ta đi qua phố Mỹ Hưng khoảng tầm 10 đến 15 phút xe máy. Xung quanh là khu dân cư thật là hiện hữu, rất là nhiều tiện ích như là Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, điện máy xanh, trường học cấp 1, cấp 2, vân vân và vân vân. Đây là mặt tiền nhà trước nhà của chúng ta, thẳng một đường là ra tới đường lớn Quỳnh Tấn Phát luôn, khoảng tầm 50m mà thôi. Nhà của chúng ta trước hẻm nhà chúng ta là khoảng tầm từ 3m đến 3m rưỡi, rất là rộng rãi và mà nằm trong một cái hẻm cục cho nên là khu dân cư rất là yên tĩnh, rất là an ninh và trật tự. Và đây là mặt tiền hẻm trước nhà của chúng ta, hai bên là dãy nhà phố cao tầng và đồng điệu và xây sang sát nhau. Xung quanh là hàng xóm thân thiện, rất là gần gũi. Và đây là mặt tiền trước nhà của chúng ta, nhà chúng ta có bên ngoài có một lớp cửa bốn cánh, rất là kiên cố. Và có diện tích là nhà này là ngang 3m, dài 8m, một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ và 3 toilet. Và đây là hình ảnh bên trong phòng khách của căn nhà. Gia chủ cũng gửi tặng đến quý cô chú và anh chị một bộ ghế salon rất là đẹp. Bên trên trần nhà thì gia chủ cũng rất là kiên cố, làm như là trần thạch cao, chỉ nổi, đèn chùm, trông rất là hiện đại và đẹp. Như đây quý cô chú và anh chị có thể thấy, đây là một căn nhà phù hợp cho cỡ tầm 4 đến 5 thành viên trở lên ở vẫn đủ. Nhà này thì thông thoáng, khu dân cư rất là yên tĩnh. Gia chủ cũng để lại tặng cho chúng ta bộ bàn ghế ăn bên trong gian bếp luôn. Nhà này thì được cái thì gia chủ rất là tinh tế, thiết kế bên trong căn nhà tỉ mỉ từng góc, cho nên nhìn rất là đẹp. Và đây là cái gian bếp nhà của chúng ta. Đây là bộ bàn ghế ăn 4 ghế tặng gửi lại tặng cho quý khách hàng. Và đây là hình ảnh căn nhà của chúng ta. Nhà này thì gia chủ cũng rất là tinh tế, thiết kế từng nét rất là đẹp. Và đây là kệ tủ, chén gia chủ cũng đã lắp sẵn cho quý cô chú và anh chị, tặng lại toàn bộ nội thất bên trong căn nhà lại cho chúng ta. Nhà này thì cái bếp thì tương đối cũng là rộng rãi, cũng không có bị chật, bị hẹp, nhỏ đâu quý cô chú và anh chị. Nhà này tuy diện tích nó cũng không được lớn lắm, nhưng mà thiết kế bên trong căn nhà cực kỳ là thoáng đãng, rất là ok. Và đây là toilet ở dưới tầng trệt. Thì bên dưới toilet thì gia chủ cũng bên trong thì lót gạch hết, từ dưới lên trên, cho nên rất là sạch sẽ. Thiết bị bên trong toilet thì dùng gia chủ nhà cũng đã dùng những thiết bị cũng tương đối là cao cấp, độ bền cũng rất là cao. Và bây giờ em mời quý cô chú và anh chị chúng ta ngắm lại khoảng không gian phòng khách của chúng ta, tương đối là rộng rãi. Và nhà này thì quý cô chú anh chị mua về chỉ dọn vào ở mà thôi. Và bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta tiến lên lầu 1 để tham quan hình ảnh bên trong căn nhà. Và đây là cầu thang thì tương đối là cũng rất là dễ đi, đúng không, có bị chật hẹp. Và đây là lầu 1. Gia chủ cũng đã dán cái phần tường bên trên lầu 1 cho quý cô chú và anh chị hết rồi, cho nên quý cô chú và anh chị cứ là yên tâm. Và đây là cái toilet ở lầu 1, nó nằm đặt ở phía giữa cách giữa hai phòng, nằm bên ngoài cho nên rất là tiện cho việc vệ sinh. Toilet thì tương đối là rộng rãi, tất cả là gia chủ đã thay lại đồ mới cho quý cô chú và anh chị hết luôn, cho nên quý cô chú và anh chị cứ yên tâm. Và nhà này thì chúng ta mua thì gia chủ cũng có lại bảo hành cho chúng ta, cho nên quý cô chú và anh chị cứ yên tâm mà sử dụng. Và đây là lầu 1 và phòng thứ nhất phía trước. Phòng này thì cũng tương đối là rộng rãi. Bên trên thì gia chủ cũng đi là trần thạch cao theo kiểu hoa văn, rất là đẹp. Và ở phía trước mỗi phòng là đều có một cái cửa sổ cho nên rất là thoáng mát, chúng ta mở cửa ra lấy gió và ánh sáng bên ngoài vào cũng rất là ok. Và bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta tiến vào phòng thứ hai của lầu 1. Đây là phòng phía sau. Phòng phía sau thì gia chủ cũng đã dán tường cho chúng ta một đoạn làm điểm nhấn bên trong căn phòng thêm nổi bật. Và đây là phòng thứ hai, cũng tương đối là rộng rãi, lắp sẵn những cái ổ điện và đường dây ống máy lạnh cho quý cô chú và anh chị luôn, cho nên quý cô chú và anh chị cứ yên tâm.
và nhà này có pháp lý là sổ hồng riêng, đồng sở hữu, mỗi nhà mỗi sổ, hoàn công đầy đủ. Khi quý cô chú và anh chị mua thì căn nhà này thì gia chủ sẽ giao lại toàn bộ giấy tờ của căn nhà này cho quý cô chú và anh chị. Và giá của căn nhà này là 2 tỷ 050 triệu, giá còn thương lượng cho khách hàng nào thiện chí. Quý cô chú anh chị nào có thắc mắc muốn mà biết thêm thông tin chi tiết về căn nhà này thì hãy gọi số điện thoại trên màn hình 0931 822 932 để được tư vấn miễn phí và dẫn đi xem nhà miễn phí, hoặc comment bên dưới cái clip em gửi đến quý cô chú và anh chị comment thì bên em sẽ trả lời lại sớm nhất có thể. Và đây là lầu 2. Lầu 2 thì chúng ta cũng có 2 phòng, và bên chính giữa thì nó cách nhau 2 phòng là một cái toilet nằm ở bên ngoài, cũng tiện cho cái việc chúng ta vệ sinh. Mỗi phòng toilet thì cũng tương đối là cũng không quá nhỏ, cũng tương đối dễ sử dụng. Gia chủ cũng lót gạch từ dưới lên trên cho nên là trong toilet rất là sạch sẽ, dễ cho tiện cho việc vệ sinh. Và đây là phòng phía trên. Như lầu 2 thì mỗi phòng nó cũng giống như là lầu 1, và phía ngoài nó đều có cái ban công nhỏ cho chúng ta. Và bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta tham quan lại tất cả bên trong căn nhà và ngắm lại hình ảnh của căn nhà của chúng ta nha. Kênh gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến quý cô chú và anh chị thời gian qua đã ủng hộ kênh. Cảm thấy hay thì xin quý cô chú và anh chị cho em xin một cái like và một cái đăng ký kênh trên màn hình. Và gửi lời cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ kênh rất là nhiều. Và cũng xin góp ý kiến với những gì mà quý khách hàng để lại comment bên dưới. Kênh cũng rất là ghi nhận. Có những điểm nào sơ sót thì mong quý cô chú và anh chị gọng lòng bỏ qua cho chúng em. Và lời cuối em xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến quý cô chú và anh chị thật là nhiều đã ủng hộ kênh chăm thuốc suốt thời gian qua. Xin gửi lời chân thành cảm ơn đến quý cô chú và anh chị thật là nhiều. Xin chào tạm biệt quý cô chú và anh chị ạ.